Các em thân mến, trong các clip trước, thầy cùng Tolinha.vn đã cung cấp cho các em một số clip về nhận biết các khí vô cơ. Trong clip này, thầy cùng Tolinha.vn tiếp tục cung cấp cho các em kiến thức nhận biết khí hydro sulfur H2S. Mời các em tập trung lên trên này. H2S là một chất khí có mùi thối. Dân gian chúng ta hay gọi là mùi trứng thối. Chú ý là nó rất độc. Trong sách giáo khoa viết H2S có mùi trứng thối, theo thầy là chưa chính xác. H2S chỉ có mùi thối và trứng bị hỏng có mùi thối của H2S. Tại sao lại như vậy? Vì trong các loại trứng của các loại gia cầm có các phân tử protein, giữa các phân tử protein có cầu nối HF. Khi trứng của chúng ta bị hỏng, có nghĩa là bị vi khuẩn lên men, thì làm đứt các cầu nối HF và sinh khí H2S có mùi thối. Vậy là trứng bị hỏng có mùi thối của H2S chứ không phải H2S có mùi trứng thối. Các em lưu ý điểm này cho thầy. Ngoài ra H2S rất độc. Và H2S có trong nào? Thứ nhất, đó là có trong số nước suối, trong khí của núi lửa, thoát ra từ quá trình phân hủy protein thầy vừa phân tích, trong các ao hồ sông của thành phố, do một lượng chất thải hữu cơ của các loại động vật từ 2 đến 4 chân, trong đó có cả con người, đã thải ra và đổ trực tiếp vào trong lòng sông, lòng hồ. Các phân tử protein đã bị phân tích, sinh ra H2S và có mùi thối. Mùi thối ở các kênh rạch, sông, hồ chính là mùi của H2S. Các em cần hiểu điều này. Vậy để bảo vệ môi trường, để bảo vệ sông hồ, chúng ta cần xử lý nước thải ngay từ trong chính gia đình chúng ta trước khi đổ vào đường ống chính của cộng đồng. Cần lưu ý điểm này. Chú ý, H2S có tính khử điển hình. Nếu về tính chất hóa học thì H2S ngoài có tính axit yếu và rất yếu, nhưng nó có tính khử điển hình. Tại sao như vậy? Vì trong phân tử H2S, lưu huỳnh có số oxy hóa âm 2 là số oxy hóa thấp nhất của lưu huỳnh. Do đó, lưu huỳnh âm 2 chỉ có khả năng cho e để tăng về số oxy hóa. Do đó, nó sẽ thể hiện tính khử. Mời các em tập trung lên trên này, thầy sẽ viết một cái sơ đồ để nói lên lưu huỳnh âm 2 có tính khử điển hình. Lưu huỳnh âm 2 có thể lên lưu huỳnh không, nó sẽ mất đi 2E. Lưu huỳnh âm 2 có thể lên lưu huỳnh dương 4, nó có thể mất đi 6E. Và lưu huỳnh âm 2 có thể lên lưu huỳnh dương 6, nó có thể mất đi 8E. Vậy thì lưu huỳnh âm 2 này sẽ thể hiện tính khử điển hình. Trong các tính chất hóa học của H2S, sau này khi Tolinha.vn cùng thầy cung cấp về tính chất hóa học của H2S, chúng ta sẽ xoáy mạnh vào tính khử của H2S như thế nào. Các em sẽ xem trong những clip tiếp theo. Còn trong clip này, chúng ta nhấn mạnh hơn về phần nhận biết H2S.
Do đó có thể nhận biết H2S bằng nhiều phương pháp khác nhau. Phổ biến nhất đó là sục H2S vào muối đồng 2 cộng để tạo đồng sunfua kết tủa màu đen. Phương trình phản ứng đó là H2S cộng đồng Cl2 ra đồng sunfua kết tủa màu đen cộng HCl. Mời các em tập trung lên, ta sẽ xem một thí nghiệm sau đây. Đây là ống nghiệm chứa dung dịch HCl và ống nghiệm chứa đồng Cl2 màu xanh. Nếu bây giờ chúng ta cho FeS vào trong HCl thì đương nhiên FeS sẽ cộng HCl để ra được FeCl2 và sinh khí H2S. Khí H2S sẽ thoát ra ngoài qua ống dẫn và được dẫn vào dung dịch đồng Cl2 tạo kết tủa màu đen. Đồng thời dung dịch đồng Cl2 sẽ mất màu xanh dần, nhạt dần, nhạt dần, nhạt dần. Hiện tượng xảy ra đó là do đồng 2 cộng đã bị kết tủa bởi lưu huỳnh âm 2. CuCl2 cộng H2S ra CuS kết tủa màu đen cộng HCl. Các em rất lưu ý điểm này cho thầy. Ngoài ra còn có thể dựa vào tính chất hóa học của H2S. H2S có thể cháy trong oxy, nhưng ta nên lưu ý khi H2S cháy trong oxy phụ thuộc hoàn toàn vào hàm lượng của oxy, hoặc là oxy lấy thiếu hoặc oxy lấy dư mà tạo ra sản phẩm khác nhau, từ đó tạo ra hiện tượng khác nhau. Ta xét trường hợp thứ nhất, đó là trong trường hợp oxy thiếu thì H2S sẽ tác dụng với oxy, hay đúng hơn là cháy trong oxy tạo ra lưu huỳnh kết tủa màu vàng. Thầy lấy thí nghiệm như sau. Đây là một bình nước, một bình cầu đựng nước, và dưới này là dung dịch HCl. Nếu bây giờ chúng ta cho FeS vào và đương nhiên khí thoát ra sẽ là H2S. Ta cho ngọn lửa vào để đốt cháy H2S thì sẽ sinh ra lưu huỳnh. Khi gặp lạnh, lưu huỳnh của chúng ta sẽ kết tinh lại thành màu vàng. Các em rất lưu ý cho thầy một thí nghiệm rất thú vị. Đương nhiên còn có thể sử dụng hiện tượng H2S cháy trong oxy nhưng oxy lấy dư. Tại sao oxy lấy dư? Có nghĩa là sau cái phản ứng H2S tác dụng với oxy để tạo lưu huỳnh kết tủa màu vàng thì lưu huỳnh tiếp tục cháy trong oxy bởi phương trình lưu huỳnh cộng oxy để ra SO2 sẽ cho ngọn lửa màu xanh. Hoặc H2S có thể làm mất màu vàng nhạt của dung dịch clo hoặc dung dịch brom. H2S cộng clo cộng nước ra H2SO4 cộng HCl, hoặc H2S cộng brom cộng nước để ra được HBr cộng H2SO4. Nhưng cần lưu ý cho thầy, trong thí nghiệm rất ít khi sử dụng dung dịch clo màu vàng, vì clo có tính oxy hóa rất mạnh. Do đó khi hòa tan clo vào trong nước, chỉ một thời gian rất ngắn, clo sẽ tác dụng ngay với nước và màu vàng của dung dịch clo sẽ không còn. Đây chỉ xét trên lĩnh vực lý thuyết, còn trên thực tế rất khó có dung dịch clo, mà chỉ có dung dịch brom màu nâu đỏ, vì brom có tính oxy hóa yếu hơn so với clo. Khi hòa tan brom vào trong nước sẽ tạo ra dung dịch brom có màu nâu đỏ. Lưu ý cho thầy. Ngoài ra H2S có thể tác dụng được với bạc có mặt của oxy bởi phương trình H2S tác dụng với bạc có mặt của oxy để ra được Ag2S kết tủa màu đen cộng nước. Về nhận biết H2S, chúng ta có thể cập nhật hệ thống kiến thức như vậy là đủ. Nhưng riêng phần H2S tác dụng với bạc có mặt của oxy lại là một hiện tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất nhiều. Đó là cạo gió, hoặc những người đeo vòng bạc. Thông thường đeo vòng bạc một thời gian nó sẽ đen xỉn đi,
đó không phải là cho chúng ta bị trúng gió hay do chúng ta sinh hoạt và tắm rửa không sạch sẽ. Chẳng qua đó là do H2S đang tồn tại ngoài môi trường đã tác dụng với bạc dưới có mặt của oxy đã sinh ra AGS có kết tủa màu đen. Hoặc hiện tượng chúng ta cạo gió, dùng vòng bạc và bọc bằng lòng trắng trứng gà đã luộc lên. Cạo gió thì trong lòng trắng trứng gà sẽ có các cầu nối HF sinh ra H2S và H2S sẽ tác dụng với bạc dưới tác dụng trà sát trên da thịt của con người. Sinh nhiệt, H2S đã tác dụng với bạc và tạo vòng bạc có màu đen. Thực chất, dù trúng gió hay không trúng gió, khi chúng ta cạo bạc mà có lòng trắng trứng gà bọc ở bên ngoài, chắc chắn sẽ có màu đen vì sinh ra AG2S. Mọi hiện tượng trong cuộc sống cũng như trong hóa học, nó gắn liền với nhau, mang cho chúng ta những sự hiểu biết rất thú vị. Thông qua bài H2S này, các em sẽ thấy hóa học gần gũi với chúng ta hơn, thực tế với cuộc sống của con người hơn. Mong rằng các em tiếp tục theo dõi các clip tiếp theo của Toliha.vn và thầy. Chào các em.